Hello các bạn, quay trở lại kênh channel của mình lại là Trung đây. Trong buổi ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn động tác trèo thuyền cao. Thì trong buổi trước thì mình đã hướng dẫn các bạn động tác trèo thuyền thấp rồi, nó như thế này. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn động tác trèo thuyền cao, đó là động tác này. Ok, làm lại này. Thì động tác này thì anh em yêu cầu khá là nhiều. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em động tác trèo thuyền cao nhé. Có một số lưu ý như sau. Anh em muốn tập cho nó dẻo ấy thì mình sẽ làm một clip riêng để hướng dẫn anh em cách khởi động các khớp của tay của chân. Mình sẽ sáng tạo ra một cái bài tập khởi động để cho anh em có nhiều bạn hỏi là hướng dẫn khởi động làm sao cho tay nó dẻo ấy. Thì mình sẽ sáng tạo ra một cái bài tập để cho anh em tập hàng ngày để tay cho nó dẻo hơn nhá. Ok, vào chủ đề chính ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn động tác trèo thuyền cao. Những cái lưu ý như sau. Cái thứ nhất là tư thế đứng. À khoan, thì các bạn xem đây rồi thì hãy bỏ lại cho mình 1 đến 2 giây để ấn vào nút like, nút đăng ký, nút bấm chuông của mình nhá. Anh em nào tốt nữa thì hãy ấn vào những cái quảng cáo để giúp mình có thêm chút tiền để uống trà đá nha anh em nhá. Ok, trong bài ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn động tác trèo thuyền cao. Ok, thì động tác đấy nó rất là đơn giản thôi. Anh em nào mà tập được cái bài trước rồi ấy, cái bài trèo thuyền thấp rồi ấy, thì cũng sẽ dễ dàng tập bài trèo thuyền cao này. Nó cũng chỉ có hai bước chính. Bước thứ nhất là người anh em phải đưa về hai phía này, đưa về phía này, xoay phần eo nhá. À, anh em để ý ngực mình trước này, để ý phần ngực mình trước nhá. À, đấy phần ngực mình trước này. Mình tập nha. Là tư thế đứng này anh em vẫn như cũ thôi. Chân cách nhau tầm khoảng 50 phân. Hồi xuống ngắn là không khoảng 40 phân nhá. Đấy, mình sẽ quay từ ngực lên. Thì đấy, có hai cái động tác xoay chính trái phải. Giống như trèo thuyền thấp thôi đây. Nghiêng người sang trái, nghiêng sang phải, xoay anh em kết hợp với nghiêng, hơi nghiêng nghiêng nhá. Đây này, xoay kết hợp với nghiêng nghiêng. Ok. Thì trèo thuyền cao nó như vậy thôi. Tay anh em chuyển lên cao như này, 1 này, 2 này, 1 này, 2. Lưu ý cái động tác này mà anh em muốn làm cho nó thật là dứt khoát này, thì tay anh em có những điểm nhấn, điểm nhái nhé. Điểm 1 phát này, 1 phát cái tay này, 1 này, 2 này, 1 này, 2. Cho nó dứt khoát vào, anh em làm như kiểu là vậy nhá. 1 phát là anh em dứt khoát vào. Làm động tác nó linh hoạt, nó nhanh thì cái động tác của anh em sẽ đạt. Thì mình sẽ hướng dẫn lại một chút về cái tư thế đứng, bởi vì cái này nó khó là cái không một cái là cái hướng ấy, cái hướng vị trí của mình ấy. Đấy, như này thôi. Một, đây, hướng dẫn lại nhá. Tay phải một này, đưa lên trước này. Một, thì tay trái, đây tay trái mình, đây tay phải nhá. Tay phải này. Một này. Một đây. À, trèo thuyền cao hình như này. Một, anh em không co về dưới đâu. Trèo thuyền thấp thì anh em một đây, nhưng mà trèo thuyền cao anh em như này nhá. Một nhá, hai, một này, hai, đưa lên trời chứ không phải là đưa sang bên hông nữa, mà anh em mà đưa lên trời nhá. Lưu ý anh em đưa lên trời này. Một này, hai này, một này, hai, một, hai. Vai anh em, cái vai anh em này nhún sau cái nhịp nhờ. Theo cái 1, 2 anh em nhịp, nhún theo cái nhịp nhá. Đây nhá. 1 này, 2 này, 1 này, 2, 1, 2. Ok, thì mình hướng dẫn lại nhá. Hướng dẫn này chậm hơn này. Hai động tác chính, tức là nắm tay và thả tay. Khi tay phải đưa lên, tay trái mình lùi về phía sau này nhá. Tầm như này thôi. 1 này, mình sẽ đứng lùi lại nhá. 1 nhá, 2, hai tay xòe thì tay trái sẽ lên, tay phải sẽ lùi. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cái khó là cái động tác này ấy, tức là anh em không biết điều hướng cái khẩu tay như thế nào, không biết điều hướng nó ra làm sao. Như kiểu ở trong xem anh em xem video của Lê Bảo ấy, thì cậu ta trèo thuyền như là có động tác của cậu ta như này. Đấy, nó đánh hết về lên trời. Anh em muốn tập kỹ động tác này, muốn tập thành công động tác này ấy, thì phải nên tập cái động tác trèo thuyền thấp trước.
Bởi vì sao? Bởi vì các cái khi mà anh em đã tập thành công thành thạo chiều chấn thấp như này rồi nhá, đấy, đã tập tập thành công rồi ấy, thì đưa lên trời nó rất là đơn giản thôi, anh em hiểu không? Đưa lên trời rất là đơn giản thôi, bởi vì nó không khác gì nhau đâu, các cái tư thế rồi là các cái động tác ấy, như người nó không khác gì nhau. Đây mình sẽ lấy ví dụ nhá, chiều chấn thấp thì như thế này, một này, hai này, một này, hai, một, hai, ok. Lắp tương tự như vậy, chuyển thân cao xin như này, một, mỗi cái anh em đưa tay lên trời nó hơi khó, bởi vì chuyển thân thấp nó như thế này, đưa dễ, còn chuyển thân cao cũng như này, một, hai, một, hai. Em để ý cái vai nhé, khi một phát này, cái vai mình nhấc lên như này, một này, hai, một, hai. Mình nhắc lại cái nhấn nhá ở cái động tác chèo thuyền này, tức là sao? Nhấn nhá, anh em có nhiều bạn vẫn chưa hiểu nhấn nhá như thế nào. Thì đây, ví dụ nhá, một này, đưa lên một phát dứt khoát, tức là một phát dứt khoát vậy. Hai, một, hai, một, hai. Động tác đang chậm, một phát anh em đưa nhanh. Hai, một, hai, một, hai. Cái muốn để cái tập cái động tác này nó đẹp hơn ấy, thì anh em nên để ý cái khuỷu tay của mình nhá, tay phải của mình đây này, để ý cái khuỷu tay, một, hai, một, hai, thì anh em đưa như này, một này, hai này, một này, hai, một, hai, đây nhá, khuỷu tay này, một này, vòng xuống hai, anh em thở, một này, hai, một, hai, kết hợp với vai nữa, vai, vai làm sao, vai một này, hai, cái vai của mình này, một nhá, hai phát đưa ra sau luôn, một đưa trước, hai đưa sau, đưa sau kết hợp với lại tay anh em có một cái động tác lượn như này, một này, tay động tác hai như này, một, hai, một, hai, một, hai, lượn từ trên xuống, ok. Còn tay sorry anh em, cái nền nhà hơi rung ấy, bởi vì mình dẫm nát hết gạch rồi, thì khi mà mình dẫm này là hơi rung này, ok. Không lưu chân nữa thì vào lại chủ đề nhé. Thì một này, hai, đây là trái nhá, tay trái anh em luyện cho mình động tác này. Đây là chuyển thần cao, nhưng mà mình hướng dẫn lại những cái động tác chuyển thần thấp thì anh em lắp chuyển thần thấp lên cao nó đơn giản thôi. Đấy, ví dụ như này, đây, một, hai, một, hai, rất đơn giản. Đấy, người này, một phát anh em nghiêng hẳn người sang bên trái, hai tay đưa lên, hắn nắm lại hai tay, nhưng mà tay trái mình ở đằng sau, tay phải đằng trước, hai, đổi lại tư thế như này, ok. Một này, hai, một, hai, một, hai, đấy. Lưu ý là cái phần tay trái nhá, mình hướng dẫn lại phần tay trái này, tay phải lên vậy, ok. Một này, hai, một, hai, một, hai, tay trái, một, hai, một, hai, một, hai, để ý cả phần vai mình nhá, một này, hai, một, hai. Phần vai khi nào anh em lùi về thì nên hơi hơi nhích lên một chút nhá. Đây, phần vai lùi về hơi nhích lên một chút, hai này, tay anh em có một cái động tác như này, nắm lại xòe ra, nắm lại xòe từ dưới lên, nắm lại xòe ra, ok. Kết hợp giữa vai, nên là lưu ý kết hợp giữa vai, cổ tay với lại tư thế nghiêng người thì anh em sẽ tập được cái động tác chèo thuyền cao này thôi, ok. Mình kết hợp lại này, một này, hai, một, hai. Lưu ý là nhấn nhá thêm nhé, nhấn nhá thêm vào những cái động tác cho anh em nó dứt khoát này, một này, hai này, một này, hai. Đấy, anh em cứ đếm từ từ thôi, một phát anh em đếm một phát lên, hai, một này, hai. Thế ok, cái bài tập này hôm nay chỉ đến thế thôi. Động tác chuyển thần thấp với chuyển thần cao nó không khác gì nhau. Cái quan trọng, cái điểm lưu ý cái này là anh em đẩy từ thấp lên cao đơn giản. Khi anh em đã luyện được cái động tác dưới này rồi, chắc chắn sẽ lên đây rất là dễ. Ok, thì động tác chuyển thần này để làm gì? Để cho kết hợp vào một cái bài quậy của chúng ta nó được phong phú và đa dạng hơn. Nếu anh em thích, muốn mình ra thêm video hướng dẫn quậy của những người khác, những cái động tác khác, thì anh em hãy like, đăng ký. Và đây là
kênh của mình để chuyên để hướng dẫn anh em những cái động tác quẩy và hướng dẫn anh em các động tác quẩy. Ok, còn đây là cái kênh này, thì lần sau mình sẽ làm kênh này, là kênh mình sẽ hướng dẫn đăng những video nhảy ở kênh này nhá. Thì kênh này là trước mình là hướng dẫn, nhưng mà bây giờ kênh này là hướng dẫn, còn kênh này là đăng video quẩy. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem video đến đoạn này. Tạm biệt anh em.